Tập phim Chiếc cà vạt của anh đó. Đây là món quà đặc biệt mà em làm tặng riêng anh đó. Anh đã đeo chiếc cà vạt này thì sẽ trở thành người đẹp trai nhất cho mà coi. Anh đỏ à, sao hôm nay trông anh đỏ lộng lẫy quá vậy? Đến cháy cả mắt luôn. Nhìn anh đỏ như cái đèn mãn hiệu ấy. Không, giống đèn màu nhảy đầm hơn. Để em thêm chút nhạc vô nữa. Thôi đi, các em chẳng biết thế nào là xấu đẹp cả. Cổ chạy kỳ cục vậy nhỉ? Chắc là bị vẻ đẹp trai của mình làm hoa mắt đây mà. Hả? Chào mừng mọi người đã đến với buổi biểu diễn ban nghệ ngày hôm nay. Hôm nay sẽ là buổi trình diễn vô cùng tuyệt vời của những nghệ sĩ tài năng xinh đẹp nhất của phố bút này. Tài năng xinh đẹp nhất ư? Là đỏ ta đây chứ ai nữa. Tiết mục đầu tiên sẽ là của xanh hết. Anh đỏ cũng đeo cà vạt đi, cà vạt đẹp lắm. Ừ.